Nãy giờ mẹ kiếm không gặp hai đứa, mẹ lo lắng lắm. Mơ mốt mẹ sẽ không có để hai đứa đi chơi một mình nữa đâu. Là một đứa trẻ tốt bụng. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ hai ơi, em có nhiều bán giám hai đêm mà ăn đun đi. Chị không có chia. Mẹ ơi đừng coi điện thoại nữa, mẹ chơi với hai chị em con đi. À? Hai chị em tự chơi đi, mẹ chụp hình đăng Facebook một tí hả? Vậy hai chị em mình đi vòng vòng chơi cho Hân ơi. Để em đi đi hai. Các bạn ơi, mẹ bận quá nó không có chơi với hai chị em mình. Các bạn hãy bấm like, đăng ký ủng hộ mình đi để mẹ có thể chơi với mình nha các bạn. Yeah! Cái kênh này bự mà đẹp quá chị hai ơi. Ở dưới gốc cây nó gần có con gì nữa nè tị. Ở đây cũng có một con nữa nè em ơi. Hình như mấy con này kéo ra được á em. Mình qua cái gốc cây bên kia nó đi đợi. Đi thôi em ơi. Người mẹ kiếm mừng kìa tị. Kim ơi, Gia Hân ơi, hai đứa đâu rồi? Mừng quá hai chị em con đây rồi. Mẹ xin lỗi nghe. Nãy giờ mẹ kiếm không gặp hai đứa, mẹ lo lắng lắm. Mơ mốt mẹ sẽ không có để hai đứa đi chơi một mình nữa đâu. Yeah! Hai ơi, đã hai ăn cái gì vậy? Cho em ăn dưới. À? Chị ăn hết rồi, còn có cây xúc xích à. Chị không chia em được đâu. Hôm nay mình ăn nhúc nhích rồi. Các bạn hãy bấm đăng ký để ăn ngủi còn vui. Hả, cô dùm cho cái bóp rồi. Mình phải dùm đã vậy cho cô ngay mới được. Cô ơi, cô, cái bóp của cô rơi nè. Đúng là cái bóp của cô rơi rồi. Cảm ơn con nghe. Cô có bọc bánh cho con nè. Con đúng là một đứa trẻ tốt bụng. Dạ, con cảm ơn cô. Để hai ơi, em có nhiều bán giám hai đêm mà ăn đun đi. Chị không có chia xúc xích cho em vậy mà em vẫn chia bánh cho chị. Chị thật là xấu tính. Chị xin lỗi em nha. Không giao đâu để hai, mừng hai đêm em mới yêu hơn nào. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.